Thời điểm này, công tác xét tuyển đại học đợt 1 đã chính thức hoàn tất. Thống kê chưa đầy đủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì vẫn còn khoảng 40% số chỉ tiêu tuyển sinh, ứng với 133.000 suất vào các trường đại học, vẫn còn chỗ cho các thí sinh của năm nay. Trường Đại học Đại Nam, kết thúc đợt xét tuyển đầu tiên, trường này đã tuyển được khoảng sấp xỉ 70% chỉ tiêu vào các ngành, cao hơn những năm trước. Trong đó, những ngành thế mạnh có tỷ lệ xin việc tốt sau khi ra trường, có nhiều thí sinh đăng ký trong đợt 1. Có một điều rất là đặc biệt, tức là năm nay cái phổ điểm của thí sinh đăng ký vào trường Đại Nam có tăng hơn rất nhiều so với năm ngoái. Chúng tôi vừa qua thống kê thì có đến gần 200 em là có cái điểm phổ điểm là từ 25 đến 28 điểm trở lên. Thế thì với cái điều có, chúng tôi có thể khẳng định rằng là phụ huynh và thí sinh trong cái năm nay thì đã có cái sự chọn lựa rất là đặc biệt, đó là những cái đối với những ngành mà thế mạnh của nhà trường. Với việc thí sinh được đăng ký nguyện vọng không giới hạn và ưu tiên những thí sinh điểm cao, trong đợt xét tuyển đầu tiên đã có 170 trường tuyển đủ chỉ tiêu. Đây hầu hết là những trường tốt trên hoặc ngành thế mạnh của trường tốt giữa, thu hút những thí sinh có điểm đầu vào cao nhất.